Chú là chú của thần gió, chú này là vị thần. Đây là chú là thần lửa. Đấy, đó. Sưởi ấm cho cả gia đình mình. Nhân văn đấy. Thế thì cô là vợ chú, mà là vợ của thần lửa, thì em sẽ là thần gì? Bếp. Đấy. Và cô sẽ nấu những món ăn ngon cho gia đình mình ăn. Thôi cô ơi, hả? Cô chỉ cần là thần bật bếp thôi. Được, cô lấy tí lửa ở bên nhà chú Danh ấy rồi cô bật cái bếp lên chứ cô nấu thì không ai dám ăn đâu. Kìa, không ai dám ăn đâu. Thần này chuyên xuất hiện vào ngày 23 tháng Chạp. Ông cô cũng cảm gì đấy. Còn bây giờ để mẹ nói cho con biết mẹ là thần gì nhá. Nghe này Long, trong thần thoại Hy Lạp có một vị thần gọi là đẹp sắc đức hơn trời, không ai có thể đẹp bằng. Người ta nhìn một phát là người ta hóa đá. Sao em cũng hóa đá lắm. Người ta mẹ, thần, mẹ, đi. Mẹ là thần gì? Thần thần cát đi, thần cát, thần cát. Thần sức mạnh. Hay là thần bùn. Thần bùn là thần gì? Bùn, bùn, bà ơi bùn. Thần bùn, bùn. Anh thấy ngày hôm nay trong lịch em khoanh đỏ. Vì sao vậy? À, là ngày em trả tiền thuê mặt bằng. Một ngày trả tiền nước, một ngày trả tiền điện. Thế á? Anh tưởng trả tiền thuê cửa hàng là đầu tháng chứ. Lại có cả ba ngôi sao bên cạnh này là sao? Chắc là ngày đặc biệt lắm hả? Có đâu. Có mà, ba ngôi sao đấy. Bên cạnh khoanh đỏ đấy. À, mấy cái hình ai vẽ lung tung này nhỉ? Ba ngôi sao đấy. Thì có cái gì đặc biệt đâu. Thật. Chắc là nhìn nhầm thật. Châm anh nấu ăn á? Thôi chết, trời sập rồi. Không, Châm anh chuẩn bị đi làm cái phim quảng cáo. Có một cái phần phải nấu nướng, thế nên là đang nhờ chị hỗ trợ này. Thế à? Uầy, Châm anh sắp sửa làm diễn viên á? Thật á? Ngầu phết nhở? Ôi, ôi mẹ ơi. Sợ quá, Châm anh ơi, có thù về cái súp lơ đấy à? Nhẹ tay thôi, tổn thương em nó. Thế chính xác ra là em đang cắt cây hay là cắt súp lơ? Mà nếu mà muốn cắt cây thì em có thể hỏi anh Công mà. Còn em mà muốn cắt súp lơ một cách thành thục và sâu sắc thì có thể nhìn chị. Chị ra ngoài để cho em, cho con em nó thấy thế nào gọi là nấu ăn nhá. Ok. Ok. Con muốn lấy vợ ạ. Con lấy ai? Châm Anh, chủ của studio ảnh cưới mà con đang hợp tác cùng. Trong cuộc đời này con tin chắc một điều là không có một cuộc hôn nhân bất ngờ nào lại không có những lý do bất thường. Thực sự em không hiểu là chị cố tình hay là vô ý. Chắc chị là người hiểu rõ nhất. Đúng là muối mặt. Cái bà U60 cầm đầu đường dây con dâu thì đánh nhau mấy cái đứa trẻ danh. Gia đình anh em chưa từng thấy ở đâu bao giờ, kể cả trên TV. Cả nhà mình là một gia đình. Một gia đình thì chơi hết mình. Chơi hết mình là chơi nhiệt tình. Mà không nhiệt tình thì chơi một mình. Đi thôi. Đi nào các con.